tục bơi ở trong nhà vệ sinh đó, các bạn thấy không, nước đang rất là nhiều luôn. Ôi được cái hôm nay thì nước rất là trong luôn, và tôi sẽ cố gắng bơm thật là đầy lên, bơm cao hết mức luôn đó. Bơm từ trưa đến giờ hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà được như này thôi đó, các bạn nhìn thấy không, nước rất là trong luôn. Ôi tắm như này phê đó. Nhưng mà cái điều đặc biệt của ngày hôm nay đó chính là tôi sẽ bơi cùng với lại vịt đấy. Tôi xả ra, tôi sẽ thả vịt vào trong đây bơi. Đây là một ý tưởng của một bạn đã gửi cho tôi, và hôm nay tôi sẽ thực hiện cái ý tưởng này. Đó chính là bơi cùng 100 con vịt đó. Tôi sẽ thả 100 con vịt vào trong cái bể bơi này. Nước rất là xanh và trong. Đó, nhìn rõ chân tôi luôn này. Các bạn nhìn cái mực nước này, tôi đã bơm cao lên hơn 2 viên gạch rồi. Đó, tôi sẽ xả cho đến đây, xả cao thêm tí nữa. Yeah, rất là phê. Sỏi. Đấy các bạn, cái bồn cầu huyền thoại. Các bạn bảo nước vào đây rất là bẩn. Thật ra tôi đã bít cái lỗ này vào rồi. Đấy, bít vào rồi nên là nước nó không thể đẩy lên, nó không đẩy xuống được. Rất là sạch sẽ luôn đấy. Không biết là tí nữa thả vịt vào như nào, nhưng mà trước khi thả vịt vào sẽ phải bơi ra. Bởi vì là tôi nghĩ là tí nữa thả vịt vào ấy thì là nó sẽ ỉa đầy trong đây và tắm rất là tanh. Nên là trước khi mà thả vào thì anh em cứ bơi đã, không được bỏ bơi xuống cách được. Hôm nay được cái nước rất là to luôn. Đó, nước xanh ngắt luôn. Trời ơi, sướng phát trưởng luôn. Đây nha, cái bồn cầu nha. Lần này tôi bắt buộc phải quay cho các bạn xem. Đây này, tôi bịt lỗ rồi này, đó, thấy chưa, bịt lỗ rồi, rửa rất là sạch bằng vim luôn, không bao giờ bẩn. Nước trong như thế này ấy mà. Đấy các bạn thấy Thượng nó bơi chưa? Chú biết chú vừa cắm đầu ở đâu không? Ra ngoài thằng Bình Hoa ra ngoài ngay. Nhanh, ra ngoài. Ok, đây là 100 con vịt mà tôi vừa mới mua về đấy, rất là nhiều vịt luôn. Vịt thì nó mới có thể bơi ở trong bể bơi được. Nhìn rất là dễ thương. Vịt này. À, tôi thử bắt một con vịt xem nào. Không biết bọn này nó đã biết bơi chưa. Nào, con này nó hư hơn gà rất là nhiều đấy. Nguyên là vịt. Không biết là bé như này đã biết bơi chưa. Ok, tắm chán rồi, bây giờ chúng tôi sẽ thả toàn bộ 100 con vịt này vào trong cái nhà vệ sinh này đó. Nước đang còn rất là đầy luôn, để bơi nhà vệ sinh. Ok, bây giờ sẽ bắt 100 con vịt này thả vào nhà vệ sinh. Đó, chúng tôi sẽ thả vào nhà vệ sinh cho nó bơi. Sợ nó bơi kìa.
Ok, như đã nói thì hôm nay chúng tôi sẽ tắm chung với Vy. Mặc dù là các bạn thấy là Vy nó ỉa đây, cứ tới đây này. Nhưng mà không sao, nói được làm được, ok. Anh Vy chú ấy là tắm cùng với Vy, cùng với lại 100 con Vy. Ok, rồi, chấp nhận, rời lá hết cứ tới kia. Tắm cùng với Vy. Tôi mở là não vào nó anh em ơi, Vy luôn. Bây giờ thì tôi đặt được vòng hai, bạn sẽ tặng xuống bên dưới. Ok, lặn xuống dưới lâu cướp vị. Ok. Ok, bơi chán cùng Vy Vy rồi, bây giờ chúng tôi sẽ xả nước ra. Đó, không tắm nữa thì thật sự tắm này rất là bẩn luôn. Đó. Ra ngoài nào, ra ngoài nào, đúng rồi, bơi chán luôn. Bơi thế thôi nhá, để các bạn nhìn này, cướp đầy này. Lên thế nào. Ok, bơi thế thôi, bơi chán rồi, ướt hết lông rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ phải lau cho con vịt, xong rồi sấy cho nó đỡ lạnh. Đó. Ok. Đó. Lau khô xong bắt đầu sấy cho nó. Sit back.